sự thay đổi trong lối diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh đang là diễn viên gây chú ý ở giới phim ảnh Trung Quốc. Hiện tại, bộ phim Tâm sự của Kiều Nghiên do cô đóng chính vẫn trụ ở rạp với doanh thu hơn 140 triệu nhân dân tệ. Từ vài năm qua, Triệu Lệ Dĩnh khá kén kịch bản. Cô có sự chuyển mình mạnh mẽ từ việc đóng các phim thị trường thần tượng sang chính kịch, đòi hỏi cao về diễn xuất. Theo tiết lộ của truyền thông Trung Quốc, nữ minh tinh 8X đang hướng tới việc lấn sân mạnh sang lĩnh vực điện ảnh. Thay vì tập trung nhiều cho truyền hình, truyền thông Trung Quốc cũng có bài phân tích về sự thay đổi trong diễn xuất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong nhiều năm qua. Ở thời điểm hiện tại, khán giả thấy cô không còn phụ thuộc vào việc la hét, khóc lóc hay thể hiện cảm xúc dữ dội. Nữ diễn viên không lạm dụng lối diễn sử dụng hình thể để diễn tả nỗi đau của nhân vật. Thay vào đó, người hâm mộ thấy Triệu Lệ Dĩnh chinh phục khán giả bằng cách khắc họa từng nhân vật khác biệt, qua nét diễn nội tâm hay bằng ánh mắt, nhưng vẫn đầy sức sống. Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từng sử dụng những động tác nhỏ để phân biệt các nhân vật, chẳng hạn như tư thế ngồi của nhân vật Bích Giao trong phim Tru Tiên Thanh Vân Chí. Tuy nhiên giờ đây, cô không còn phụ thuộc vào những kỹ thuật này nữa, mà hoàn toàn hòa mình vào nhân vật. Chính lối diễn này giúp Triệu Lệ Dĩnh được khen có nhiều tiến bộ trong diễn xuất. Thậm chí, cô không còn bị gọi là diễn viên thị trường, mà được nhiều khán giả công nhận là ngôi sao có thực lực về diễn xuất. Sự chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh dễ thấy khi cô chuyển hướng sang đóng phim chính kịch, từ các dự án truyền hình như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ, cho đến các dự án điện ảnh như Tâm Sự của Kiều Nghiên. Minh tinh 8X đang có những bước đi khá vững chắc trong sự nghiệp của mình. Cô đang ở thời điểm thăng hoa với nhiều vai diễn ấn tượng. Ngô Thư Hân hẹn hò Trương Lăng Hách, bị Bạch Lộc cạch mặt vì yêu lại bồ bạn. Ngày 4 tháng 11, tờ Sohu đưa tin, mối quan hệ giữa Trương Lăng Hách và Ngô Thư Hân đang gây bàn tán xôn xao trong dư luận Trung Quốc. Cặp đôi hiện vướng nghi vấn bí mật hẹn hò. Nguồn cơn nghi vấn xuất phát từ việc Trương Lăng Hách bất ngờ đăng bài tuyên truyền cho phim mới của Ngô Thư Hân là Vĩnh Dạ Tinh Hà. Cặp đôi từng hợp tác trong hai bộ phim Thương Lan Quyết và Vân Chi Vũ. Chưa hết, dân tình còn phát hiện Ngô Thư Hân là bạn diễn nữ duy nhất được Trương Lăng Hách đối xử đặc biệt khi đăng ảnh chung lên Instagram. Đến cả tình tin đồn Bạch Lộc cũng chưa có được đãi ngộ này từ nam diễn viên sinh năm 1997. Mối quan hệ thân thiết của Ngô Thư Hân và Trương Lăng Hách khiến cả hai dính tin đồn phim giả tình thật. Đáng chú ý, Ngô Thư Hân và Bạch Lộc là chị em thân thiết trong giới. Bạch Lộc từng hẹn hò Trương Lăng Hách nhưng không công khai. Cuối năm 2023, nguồn tin trong giới cho biết Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chia tay vì bị ông bầu Vu Chính cấm cản. Kể từ đó, mối quan hệ bạn bè giữa Ngô Thư Hân và Bạch Lộc cũng trở nên xa cách, không còn gặp gỡ nhau. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Bạch Lộc đã cạch mặt Ngô Thư Hân sau khi người chị em thân tình mập mờ với người yêu cũ của cô. Thông tin về bùng binh tình ái giữa Ngô Thư Hân, Trương Lăng Hách, Bạch Lộc nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng xứ tỷ dân. Tuy nhiên, sau đó một nguồn tin trong giới lên tiếng bác bỏ drama tình ái của ba diễn viên 9X hàng đầu showbiz. Theo nguồn tin, Ngô Thư Hân, Trương Lăng Hách, Bạch Lộc đều là bạn bè tốt trong showbiz. Ngô Thư Hân không hề hẹn hò Trương Lăng Hách, họ chơi thân với nhau sau hai lần hợp tác, nên khó tránh việc bị hiểu lầm. Thậm chí, Ngô Thư Hân còn từng giúp Bạch Lộc và Trương Lăng Hách gương vỡ lại lành trong một lần chia tay. Do đó, không có chuyện Ngô Thư Hân bị Bạch Lộc nghỉ chơi vì yêu lại bồ bạn. Nguyên nhân hai hoa đáng lứa 95X gặp gỡ là do công việc bận rộn. Trương Lăng Hách vướng nghi vấn hẹn hò Bạch Lộc từ tháng 9 năm 2022. Họ được cho là nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong dự án Ninh A Như Mộng. Ở hậu trường phim, cả hai có nhiều hành động thân mật trên mức đồng nghiệp với nhau. Fan cũng soi ra hai nghệ sĩ thường dùng đồ đôi. Giữa nhiều đồn đoán và chứng cứ hẹn hò, cho đến hiện tại, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn chưa có phát ngôn gì về chuyện phim giả tình thật của mình. Song fan vẫn mặc định họ là một cặp trong showbiz, do lộ nhiều chứng cứ cho thấy cả hai có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Vào cuối năm 2023, có thông tin Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị biên kịch Vu Chính, ông bầu nâng đỡ người đẹp 9X, ép chia tay. Lý do được Vu Chính đưa ra là không muốn Bạch Lộc đánh mất sự nghiệp vì chuyện yêu đương. Theo ông chủ công ty giải trí Hoa Ngu, nếu mối quan hệ của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách được xác nhận, cả hai sẽ rất khó làm việc trong showbiz vì không thể tiến hành xào couple với nghệ sĩ khác giới khi hợp tác, và điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích, mức độ thảo luận trên truyền thông của các dự án họ tham gia. Trước sự ngăn cấm của Vu Chính, cặp sao đành đường ai nấy đi. Mỹ nhân diễn dở đến mức bị bạn diễn cạch mặt, nhan sắc thực phẩm không cứu nổi sự nghiệp. Sau nhiều năm làm nghệ thuật, Angelababy hiện là tiểu hoa có địa vị và danh tiếng vô cùng vững chắc trên bản đồ showbiz hoa ngữ. Tuy diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của cô đã thuộc hàng cực phẩm trong giới. Gần hai thập kỷ theo nghề, sự nghiệp của Angelababy đã có nhiều biến động. Angelababy sinh năm 1989,
là người gốc Hồng Kông, sau đó chuyển tới đại lục để sinh sống. Xuất phát điểm với vai trò người mẫu tuổi teen, con đường diễn xuất của Angelababy chỉ thực sự bắt đầu khi cô tham gia bộ phim Trivial Master năm 2007 ở tuổi 17. Tuy chỉ đảm nhiệm vai khách mời, nhưng ngoại hình trong trẻo sáng ngời của cô đã lập tức thu hút sự chú ý của dân chúng, trong đó có cả nhiều vị đạo diễn có tiếng. Năm 2011, người đẹp 8X có được vai chính đầu tiên trong bộ phim hài lãng mạn Love You You, đóng cặp với tài tử Bành Vu Yến. Kể từ đó, cô nàng được chọn mặt gửi vàng vào vai nữ chính trong nhiều tác phẩm truyền hình như Cô Phương Bất Tự Thưởng, Thời Đại Khởi Nghiệp, Người Lái Đò. Tuy nhiên, tất cả đều trở thành phim flop và không được giới chuyên môn đánh giá cao. Ở địa hạt điện ảnh, Angelababy có tài nguyên dồi dào hơn và chí ít cũng kiếm chác ổn áp hơn với loạt bom tấn nổi bật như Kẻ Trộm Mộ, Huyền Thoại Trở Lại, Thái Cực Quyền, Hoàng Phi Hồng, Bí Ẩn Một Huyền Thoại. Đặc biệt, dự án kinh dị giả tưởng Kẻ Trộm Mộ Huyền Thoại Trở Lại đã từng là phim IMAX nói tiếng Trung, có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc với gần 280 triệu đô la Mỹ tiền bán vé trước khi bị Mỹ Nhân Ngư vượt mặt. Nhờ nhan sắc trời phú, cộng với việc được lăng xê qua những siêu phẩm điện ảnh quốc nội, Angelababy có cơ hội được thử sức tại thị trường Hollywood màu mỡ. Cô chính thức chào sân trong bộ phim hành động kinh dị Mỹ Hitman Agent 47 vào năm 2015. Tuy xuất hiện chớp nhoáng, nhưng hình tượng gợi cảm, đầy khí chất của nữ diễn viên đã kịp để lại dấu ấn khó phai. Thừa thắng xông lên, Angelababy tiếp tục góp mặt trong bom tấn ngày quốc khánh, tái chiến năm 2016, sánh vai với nam thần Liam Hemsworth và Jeff Goldblum. Cùng năm đó, cô được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 30 người nổi tiếng châu Á dưới 30 tuổi. Dù đã có cho mình một gia tài phim ảnh đồ sộ đầy ngưỡng mộ, diễn xuất của Angelababy vẫn là một yếu điểm mà cô chưa bao giờ cải thiện được. Phong cách đóng phim của cô bị chê bai một màu, cứng đơ giả trân từ ngày này qua tháng nọ. Chiêu thức nổi bật của cô phải kể đến trợn trừng mắt trong mọi hoàn cảnh, thậm chí phải thuê cả diễn viên đóng thế trong các phân đoạn đơn giản nhất. Trong một lần hợp tác với Lưu Đức Hoa trong bộ phim Kiến Đảng Vĩ Nghiệp, cô nàng đã khiến nam tài tử tẩn đến già, khi khóc mãi cũng không thể ra nước mắt, đóng cảnh chia ly đơn giản. Thế nhưng Angelababy phải sử dụng đến cả thuốc nhỏ mắt để rơi lệ. Chính sự thiếu chuyên nghiệp này đã khiến Thiên Vương Hồng Kông phẫn nộ tột cùng, cho biết sẽ cạch mặt Angelababy và không nhận bất kỳ kịch bản nào có sự tham gia của cô. Có thể nói, tên tuổi của Angelababy thường chỉ gắn liền với từ khóa nhan sắc và vợ của Huỳnh Hiểu Minh. Cặp uyên ương từng tổ chức hôn lễ hoành tráng năm 2015, được truyền thông nhận định là đám cưới thế kỷ với mức đầu tư xa xỉ bậc nhất giới giải trí xứ Trung. Theo nhiều nguồn tin thân cận, Huỳnh Hiểu Minh đã bỏ ra ít nhất hơn 30 triệu đô la Mỹ để thiết kế ngày lễ trọng đại nhất của anh và Angelababy theo phong cách cổ tích. Hạnh phúc chẳng được bao lâu, cặp sao thông báo ly hôn vào đầu năm 2022, tưởng như mọi chuyện không thể tồi tệ hơn, thì Angelababy dính án phong sát ngầm vì tham dự buổi trình diễn Crazy Horse của Lisa. Việc có dính líu tới một show diễn thoát y bị cho là không phù hợp thuần phong mỹ tục của xứ tỷ dân, dẫn đến hệ quả là Mỹ Nhân Sinh năm 1989 bị đóng băng sự nghiệp, hợp đồng quảng cáo và các dự án nghệ thuật khác cũng bay màu theo đó. Đến khoảng đầu năm 2024, lệnh cấm sóng mới được gỡ bỏ, Angelababy bắt đầu xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ, chụp ảnh tạp chí và không ít lần lên hot search. Vào đầu tháng 6, cơ hội lật ngược tình thế dường như mở ra đối với Angelababy khi bộ phim truyền hình cổ trang Tương Tư Lệnh do cô đóng chính với đàn em Tống Uy Long được cấp phép phát sóng. Đáng tiếc, người hâm mộ phải mừng hụt vì Tencent Video không đề cập gì đến Tương Tư Lệnh cũng như gợi ý về kế hoạch chiếu phim. Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định, diễn xuất gượng gạo cùng với khả năng chọn kịch bản khó hiểu đã khiến chỗ đứng của Angelababy trong showbiz dần lung lay. Khán giả cũng như các nhà đầu tư đã quay lưng với cô. Điều này để người đẹp vào tình thế phải gật đầu với những tác phẩm hạng B. Gần đây, nữ diễn viên được bắt gặp hoạt động năng nổ tại Hồng Kông để cứu vãn sự nghiệp. Đây được xem là một nước cờ hợp tình hợp lý ở thời điểm hiện tại, vì cô vẫn là một mỹ nhân được nhiều người săn đón tại quê nhà. Ở tuổi 35, Angelababy vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với vi dù ngọt ngào sắc sảo làm nên tên tuổi. Người hâm mộ không khỏi bất ngờ và ghen tị trước khả năng kiểm soát bản thân tài tình của cô, bởi mỹ nữ 8X vẫn duy trì được sự trẻ trung rạng rỡ và làn da căng miệng hồng hào. Chỉ có một điều khiến netizen cảm thấy tiếc nuối, chính là đôi mắt của Angelababy đã không còn lấp lánh như trước, mà thay vào đó toát lên vẻ mệt mỏi, đầy ưu phiền. Không ít ý kiến cho rằng, trải qua bao thăng trầm trong showbiz, ánh mắt của người mẹ một con hiển nhiên không thể níu giữ được sự tươi sáng, long lanh như thời đôi mươi. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.